Xin chào cả nhà. Hôm nay thì còn cái phần vải của cái quần jean hôm trước mẹ bóng làm cái hộp bút cá mập đó. Thì còn cái phần vải còn lại mẹ bóng sẽ may một cái ba lô cho bé. Cái ba lô này mình sẽ dựa trên cái vải quần jean còn sót lại. À, cái phần này là cái phần túi sau của cái quần này các chị. Mình tận dụng để mình làm một cái túi ở phía trước như thế này luôn. Các chị thích thì mình có thể thêm cái nút bấm ha. Mẹ bóng để nguyên như thế này. Rồi phần ba lô này hai bên hông nó vẫn có hai cái túi nhỏ này các chị. Đây hai cái túi nhỏ ha. Rồi và nó có cái tay cầm nè. Cái dây đeo thì mẹ bóng tận dụng từ cái lưng quần tháo ra xong may lại ha. Đây là cái lưng quần. Rồi ở phía trong thì chúng ta sẽ có phần lót nha. Đây phần lót ha. Lót mình may lộn hết nha. May lộn nè. Có một cái túi dây kéo nhỏ bên trong. Đó, túi dây kéo nhỏ nè. May lộn chỉ có cái phần đáy này là mình sẽ bọc viền thôi ha. Phần đáy này mình sẽ bọc viền, còn lại là mình sẽ may lộn hết này ha. Các góc mình sẽ may lộn gọn gàng hết như thế này. Đó ha. Đó. Thì bây giờ mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái mẫu ba lô đơn giản như thế này. Dựa trên cái vải quần mình có ha, mình sẽ may ra một cái ba lô hộp như thế này. Bây giờ mình sẽ đi thiết kế các cái chi tiết của cái túi này, của cái ba lô này và hướng dẫn cho các chị sơ qua cái cách may ha. May cái mẫu này á, thì cái máy nó phải khỏe và nó rất là dễ bị gãy kim ha, mình phải may cẩn thận. Tại vì cái vải jean thì nó rất là dày và có những cái vị trí nó rất là dày, ví dụ như quai nè, mình may quai có những cái đoạn nó rất là dày luôn, rồi may đáy nè nó rất là dày. Tại vì nó có những cái góc á, nó chồng nhiều lớp thì nó rất là dày, nên là khi may mình cũng phải thay cái kim bự hơn và may từ từ thôi, hay may mạnh quá là nó sẽ gãy kim ha. Rồi để mà mình may ra cái ba lô này á, thì mình sẽ làm một cái bộ rập rất là đơn giản ha các chị ha. Ở đây á, thì mình chỉ cần có các chi tiết. Chi tiết đầu tiên đó là cái mặt trước và mặt sau của cái ba lô. Thì ở đây cái ba lô này mẹ bóng làm cái mặt trước và mặt sau á, là mình sẽ vạt góc ở vạt tròn ở bên trên như thế này ha. Đó. Và ở đây các chị thấy là mẹ bóng chỉ vạt một bên thôi. Làm sao vì 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 lý do gì? Là tại vì á, là mình sẽ vạt một bên như thế này, sau đó mình gấp theo cái đường đường gấp đôi này ha, và mình sẽ cắt thì cái bên này nó sẽ cong giống như bên còn lại để nó có tính chất đối xứng. Còn về cái chiều rộng và chiều cao của cái hình chữ nhật này đó, thì ở đây á, là do cái vải quần á, nó chỉ được nhiêu đó, nên là mẹ bóng chỉ lấy cái ba lô nó nhỏ nhỏ thôi. Còn tùy nếu như chị em mình muốn may ba lô lớn thì mình có thể thay đổi cái số đo chiều cao và chiều rộng ha. Ở đây chiều cao của mẹ bóng là 25 và chiều rộng là 20. Thì có cái hình chữ nhật, sau đó mình vạt góc thôi. Thì cái này là cái mặt cái phần trên của ba lô, còn cái này là cái phần đáy nè. Phần này là cái phần đáy, còn cái phần này là phần trên ha. Cái này mình nhớ là cắt gấp đôi ha. Gấp đôi lại cắt để cho hai bên nó đối xứng với nhau. Thì như vậy chúng ta có cái mặt trước và mặt sau. Cái này là mặt trước và mặt sau của ba lô. Đó, thì cái mặt trước và mặt sau này mình sẽ cắt hai miếng vải chính và hai miếng vải lót nha các chị, hai chính và hai lót. Rồi. Và tiếp đến là cái phần thành của cái ba lô. Cái phần thành của cái ba lô này á, thì mình cũng sẽ thiết kế một cái hình chữ nhật. Hình chữ nhật này có chiều dài. Chiều dài là bằng 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 bao nhiêu thì các chị sẽ phải đo ha. Mình sẽ đo, tại vì cái thành này mình sẽ may theo cái thành của cái ba lô, nên là mình sẽ đo từ đây nè. Mình đo theo cái đường cong này, đo qua bên đây và đo tới đây, thì đó là nguyên một cái vòng mà mình sẽ may cái thành này vào. Từ từ đây mình may đo qua đây, đo qua đây, đo chính xác nha. Có thể cái thành này các chị cắt dư ra một xíu, tại vì mình sợ là mình đo không chính xác á thì nó sẽ bị hụt, nên là mình sợ thì mình trừ hao, mình cộng dư một chút xíu, thì khi nó dư ra thì mình gọt bớt đi cho nó dễ ha. Ví dụ như cái thành này mẹ bóng đo được là 60 ha, cái đường cong này mẹ bóng đo được là 60, thì ở đây mẹ bóng vẽ cái này là 30 thôi, tại vì mình mở gấp đôi nè. Đây ha, mở gấp đôi chỗ này nè ha, mở gấp đôi qua bên kia. Đó, có nghĩa là mình đang làm một nửa ha. Rồi, 30 thì ở đây á, cái thành này á, ở hai bên hông này nè, là mẹ bóng sẽ cắt rời ra, đây cắt rời cái chỗ này ra đây ha, là cái từ đây tới đây. Đó, nó khoảng 14 tới 16 cm tùy vào cái size của cái ba lô là mẹ bóng sẽ cắt rời ra nè. Đó, cắt rời ra ha. Để làm gì? Cái chỗ này là mình cắt rời ra, tại vì cái dây kéo là mình sẽ ráp từ đây. Đó, mình sẽ ráp từ đây. Đó. Cái dây kéo mình sẽ ráp từ đây, nên là mình sẽ cắt rời cái phần này. Thì cái phần này nó là một cái miếng nguyên như thế này. Đó, còn ở trên này á,
Còn cái phần còn lại ở bên trên á là mình sẽ phải tách đôi ra để mình ráp ráp dây kéo ha. Mình cái phần còn lại này từ đây cho tới qua bên này á, là mình sẽ ráp dây kéo, nên là cái chỗ này mình sẽ tách đôi nó ra. Tách đôi nó ra thì cái phần nào là phần dây kéo thì mình trừ đi. Ví dụ như thường mình may dây kéo là nó chiếm mất khoảng 0.5 thì mỗi bên mình sẽ lấy vô 0.5 này. Mình sẽ lấy vô 0.5 so với cái đường tâm nha. Cái đường này là đường chính giữa nè. Đó, đường giữa của cái hình hình chữ nhật ha. Đường giữa. Sau đó từ đường giữa này mình lấy qua hai bên. Mỗi bên là 0.5. Vì sao? Vì 0.5 này nó sẽ được bù lại khi mà mình may dây kéo. Các chị hình dung không ạ? Nên là cái phần này mình sẽ bỏ đi. Mỗi bên mình sẽ bỏ đi 0.5. Nó sẽ được bù bằng cái sợi dây kéo. Vậy thì mình sẽ còn được cái miếng này và miếng này là hai cái phần thành khi mà mình sẽ may may kẹp với cái sợi dây kéo ha. Đó, và cái phần này là cái phần bên dưới. Rồi, và phần bên dưới này mình cũng có thể thiết kế thêm một cái miếng ha, hình chữ nhật để mình đựng đồ á. Mình đựng đồ ha, có nghĩa là nó sẽ chồng lên cái miếng màu đen này luôn để mình đựng đồ. Vậy thì cái này mình sẽ cắt hai miếng chính ha, hai miếng chính. Còn cái này á, mình sẽ cắt hai chính và hai lót. Rồi cái thành này á thì do là nó có hai bên, bên này và bên này, nên là mình sẽ cắt hai chính và hai lót. Và các chị nhớ là chúng ta sẽ mở gấp đôi ở đây, mở gấp đôi ở đây ha, mở gấp đôi ra thì nó sẽ dài ra ha, dài ra bên này. Đó, mở gấp đôi trên này thôi nha. Còn cái chỗ này nó là một cái miếng hoàn thiện và mình sẽ cắt hai miếng luôn rồi, nên là mình không cần mở gấp đôi nữa ha. Rồi, cái này là mở gấp đôi. Vậy thì cái thành này nó sẽ gồm những miếng nào? Miếng thứ nhất đây là một cái miếng để mà may với cái dây kéo. Miếng này các chị sẽ cắt hai chính, hai lót ha. Và chiều dài của nó sẽ là chiều dài của nó là các chị sẽ phải mở gấp đôi ở giữa nè. Đó, cái chỗ này là mở gấp đôi nè, là đây ha. Từ đây, chiều dài của nó là từ từ đây cho tới đây. Và mở gấp đôi ha. Đó, chỗ này là cái mũi tên này, hai cái mũi tên này nó bằng nhau nè. Đó, và các chị mở gấp đôi ra nha, mở gấp đôi chỗ này. Đó. Rồi, và cái miếng tiếp theo là cái miếng ở bên dưới, miếng dưới thì nó rộng hơn nè. Đó, miếng này cũng hai chính và hai lót. Rồi, tiếp theo là một cái miếng để làm cái túi hai bên đó là hai chính thôi, tại vì mình chỉ làm hai cái túi hai bên. Còn nếu mà chị em nào mình không làm túi á, túi hai bên á, túi hông á, thì mình bỏ hai miếng này đi, không cần, mình chỉ cần cái này thôi. Đó. Và ở đây á, đây là cái hình chữ nhật đều. Còn nếu như các chị em nào mình muốn cái đáy nó to mà cái chỗ ở trên miệng này nó nhỏ thì mình có thể làm cái hình nó không có đều. Đó, ở đây thì chút xíu nữa mẹ bóng sẽ làm cái hình không có đều. Có nghĩa là thay vì cái độ rộng này, à hồi nãy nói chiều cao mà chưa nói chiều rộng đúng không? Chiều rộng này á thì các chị có thể lấy từ 6. Ui, cái bút này hết mực rồi. Cái chiều rộng của cái thành túi này á, thành ba lô này nó cũng tùy thuộc vào size của ba lô và tùy thuộc vào cái hình hộp các chị muốn ha. Nó khoảng từ 6 cho tới 8 cm, 8 cm, có thể là 10 cm nếu mà cái size ba lô nó to. Đó, thì cái này á, các chị có thể làm một cái hình chữ nhật đều như thế này thì nó sẽ ra cái miếng đều như thế này. Còn ở đây á, thì mẹ bóng sẽ làm là cái phần đáy này nè, thì mẹ bóng lấy là 8 cm. Nhưng mà cái phần trên trên ở ngay chính giữa nè, ngay chính giữa là cái chỗ này nè, thì mẹ bóng sẽ lấy 6 cm thôi, nó nhỏ hơn ha, nó hẹp hơn so với cái đáy. Thì mình sẽ lấy 6 cm đó, xong rồi mình sẽ đánh vuông góc và mình đánh lai ra 8 cm này. Thì cái hình nó sẽ giống như là cái hình của cái lọ hoa vậy đó ha. Nó hơi bầu bầu ra như thế này. Đó, thì khi mình may lên cái ba lô thì cái đáy nó sẽ bự, còn cái miệng túi thì nó sẽ nhỏ hơn. Đó là tùy mình làm vuông cũng được mà mình làm nhỏ hơn thế này cũng được ha. Đó, thì mình sẽ ra được cái phần thành. Còn cái phần phần cuối cùng đó là cái phần 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 đáy. Phần đáy này á. Phần đáy này á thì mình sẽ tính như thế nào? Phần đáy này nó sẽ được may, các chị tưởng tượng nè, khi mà mình sẽ may hai miếng chính nè. Miếng mặt trước và miếng mặt sau của cái ba lô này. Cái này phải lấy cái ba lô ra chiếu nó mới dễ ha. Từ từ để mẹ bóng đi lấy cái ba lô, mẹ bóng chiếu cho các chị dễ hình dung nha. Rồi, cái miếng đế này thì các chị thấy nè, cái miếng đế này nó sẽ được may nè, nó may với cái mặt sau nè, may với cái mặt trước nè và may với hai cái cạnh hông nè ha, hai cái cạnh hông. Đó, thì có nghĩa rằng là cái cạnh này nó phải bằng. Vậy thì mình quay lại cái hình mình vẽ ha. Vậy thì hai cái cạnh này nó sẽ được may với mặt trước và mặt sau, nên nó sẽ đo cái phần này. À, mình sẽ đo cái cạnh này thì mình sẽ ra được chiều rộng đó, và ra được cái chiều dài được không ạ? Còn cái chiều rộng này thì mình sẽ đo cái cạnh của cái hông
À, ví dụ như hồi nãy mẹ bóng lấy cái này là 8 thì chỗ này là 8, còn cái chỗ này là 20 thì chỗ này là 20, được không ạ? Và chúng ta có cái này là cái miếng đáy, và miếng đáy này chúng ta cũng sẽ cắt hai chín hai lót, được không ạ? Rồi quay lại cái phần thành này cho các chị dễ hiểu ở cái hình này ha. Đây cái thành này, đây là cái miếng để mà bỏ đồ nè, là cái miếng túi hông này nè, là nó chỉ có hai miếng, mỗi bên một miếng. Và các chị thấy cái túi của mẹ bóng, cái ba lô của mẹ bóng ở dưới đáy nó to nè, còn trên này nó nhỏ dần nè, nó nhỏ dần lên tới trên này. Đó là lúc do là lúc mẹ bóng thiết kế, mẹ bóng làm theo cái đường màu đỏ này nè. Đó là trên này 6 còn dưới này 8, còn nếu mà chị em nào mình làm dưới này 8, trên này 8 luôn thì nó sẽ đều luôn. Đó. Rồi, và đây, đây là hai cái miếng này nè, là cái miếng mà mình đã cắt rời ra, đây ha. Đây và chúng ta cắt hai miếng, tại vì bên này một miếng, bên đây một miếng, và hai chín và hai lót, vì ở bên trong nó sẽ có lót ha, cái lót đây. Rồi, và cuối cùng là cái miếng ở trên. Cái miếng ở trên này, đó. Cái miếng ở trên này á, thì hồi nãy mình thiết kế là mới tới một nửa thôi, mới tới một nửa thôi nên là mình phải mở gấp đôi qua ha. Có nghĩa là mình đo cái đoạn này, ví dụ như cái đoạn này là 15 thì mình phải cắt nó là 20, mình mở gấp đôi qua bên đây 15 thì mình phải cắt nó là 30 ha. Mình mở gấp đôi qua để nó đủ. Đó thì như vậy, và cũng cắt hai chín hai lót ha, tại vì bên trong này mình cũng sẽ may lót luôn. Rồi, ngoài ra có cái túi mổ, thì túi mổ này chút xíu nữa khi nào mổ thì mẹ bóng sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách làm luôn. Rồi và cái phần dây này á, thì mình sẽ cắt cái dây để mình may kẹp thôi, mình may, may lộn không được đâu các chị, tại vì cái vải cũng được nhưng mà nó khó, vải jean này lộn nó dày lắm, nên là mình ủi ủi gấp vào á, ủi gấp vào xong mình may mí thôi, rồi mình để làm cái quai này. Ở đây bảng của nó là 1 xăng thì mình cắt rộng 4 xăng, rồi mình gấp vào mình mí giống như là gấp dây viền vậy ha. Còn cái dây đeo này nè, cái dây đeo này nếu như mà chị em mình may bằng cái vải luôn, không tận dụng cái quần jean á, thì các chị sẽ đo cái dây mà bé mang là vừa, thì mình may thẳng như thế này luôn. Còn nếu như mà mình muốn da giảm á, thì mình phải mua cái dụng cụ da giảm như cái ba lô bình thường bé hay mang đó, thì mình sẽ cắt nguyên một cái sợi dài, rồi cái chỗ này mình sẽ may cái miếng để mình luồn á, để mình luồn sợi dây đó. Thì cái đó các chị tham khảo các cái mẫu ba lô mà mình có để mình ra được cái sợi dây đó ha. Còn đây là mẹ bóng tháo, ngồi tháo cái lưng ra xong rồi may lại, tháo cái phần đường lưng ra xong rồi may mí nó lại thì ra được hai sợi dây vừa đủ như thế này luôn, nên là mẹ bóng sẽ không cắt dây nữa, đúng không ạ? Thì như vậy là chúng ta có đầy đủ các chi tiết để đi may ba lô rồi ha. Bây giờ mẹ bóng sẽ đi cắt từ cái quần, mẹ bóng sẽ cắt cái các chi tiết này ra và chúng ta sẽ đi may nha. Rồi ở đây thì sau khi cắt xong mình sẽ có dây kéo ha, các chị sẽ chuẩn bị dây kéo nè. Rồi thân thân thì mẹ bóng sẽ cắt cái này là mặt sau, còn cái mặt trước á, thì mình sẽ dựa chỗ cái túi quần á, để mình làm cái túi bên ngoài như thế này luôn, mình canh ha để mình cắt. Đây là mặt trước và mình sẽ ủi keo cho nó đứng form. Rồi mình sẽ có phần lót ha, hai miếng lót của cái thân. Rồi đây là cái miếng ở bên bên hông, hai cái miếng ở bên hông, hai miếng này nó sẽ có lót luôn nè. Rồi hai cái miếng nối tiếp của ở cái thành túi đó để may dây kéo nè ha. Đó, và hai miếng này mình cũng sẽ ủi keo, miếng bên hông mình cũng sẽ ủi keo. Và đây là hai miếng lót ha. Rồi. Và đây là hai miếng để chúng ta may ở bên hông mà chúng ta làm cái túi để chúng ta bỏ đồ ha. Nó bằng cái miếng này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu may nha. Rồi bước đầu tiên thì mẹ bóng sẽ mổ cái túi ở bên trong, cái lớp lót ở bên trong của cái thân á ha, mổ một cái túi nhỏ bên trong. Thì cái túi này mình sẽ mổ đơn giản thôi, mình sẽ dùng cái miệng túi là dây kéo luôn. Rồi mình sẽ mổ bằng cái dây kéo này luôn ha, không có cần cái cơi túi như cái túi hai viền bình thường, hai cơi bình thường. Bây giờ mẹ bóng sẽ vẽ một cái hình miệng túi lên đây. Ở đây độ rộng túi này thì nó khoảng 1.2 tới 1.5, tùy theo cái dây kéo của mình to hay nhỏ ha. Rồi mình sẽ đặt cái dây kéo nè. Cái này là mặt phải nè ha, mình sẽ tại vì thành phẩm mình muốn là nó lật lên như thế này nên là mình phải đặt ấp xuống, rồi tí xíu mình bấm lưỡi gà mình mới lật lên. Rồi thì mình sẽ đặt ấp xuống ha. Như thế này. Và nó nhớ là may á, là các chị phải may trùng vào cái đường màu đỏ bên dưới. Cái này là giống như cái mổ túi bình thường á, nên là mẹ cũng sẽ làm nhanh ha. Rồi mình đặt lên đây, mình may đường thứ nhất nha.
mình canh cho nó ngay cái góc ha các chị. Rồi mình may cái đường thứ nhất ha, sau đó thì mình sẽ lật thành phẩm của mình là mình muốn cái miếng này như thế này đúng không ạ? Thì mình sẽ phải lật ngược nó qua như thế này để mình may ha, chút xíu nữa mình lật cái thành phẩm lên thì nó đúng nè. Thì thấy không, mình phải lật ngược nó qua nha. Nè, lật một lần là nó thành phẩm nó ra dày, nhưng mà mình muốn thành phẩm dày thì cái miếng thứ hai này mình phải lật úp lên như thế này nữa ha. Đó, và các chị sẽ may cái đường thứ hai ở trên này. Nhớ lưu ý là nó sẽ phải trùng thẳng với cái đường thứ nhất nha. Thì khi các chị kéo dây kéo nó mới không bị vặn nha. Rồi mình có thể may từ bên đây qua. May tới ngay cái góc đó, thì mình sẽ dừng lại tại mối ha. Rồi như vậy là chúng ta đã may xong hai đường. Bây giờ mình sẽ bấm lửa gà ở đây, sau đó mình sẽ lật cái dây kéo vào bên trong. Nếu các chị sợ mà nó bị bể góc thì trước khi làm cái này các chị sẽ ủi keo nha. Mình sẽ ủi keo ha. Đó, mình sẽ lật về này, mình bấm cho nó dễ nè. Mình lật về đây, mình bấm cho nó dễ nha. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm vào cái góc mà mình may nè. Chỉa cái mũi kéo về ha. Nhớ đừng có bấm vào cái sợi dây kéo nha. Coi chừng bấm vào cái sợi dây kéo nha các chị. Banh cái sợi dây kéo ra ha. Mình sẽ bấm vào đây. Bấm sát vào góc nha, để chúng ta lật lộn nó vào bên trong. Rồi tương tự như vậy mình sẽ bấm cho bên đây. Cái này là làm nhanh ha các chị ha. Còn nếu mà mình thích thì mình có thể mổ như cái túi cơi bình thường, rồi mình chèn dây kéo vô cũng được. Rồi sau khi mình bấm xong thì mình sẽ lộn nó vào bên trong ha. Rồi vào bên trong thì cái dây kéo á, nó sẽ nằm theo đúng cái chiều mà mình muốn nè. Đó, và các chị sẽ kéo cái dây kéo qua nha. Chưa có kéo, quên mất chưa có kéo. Đây, cầm giống như cái dây kéo giọt nước á, các chị kéo nó qua. Lật cái lưỡi gà vào phía trong cái đã nè. Cái dây nó hơi ngắn nên là nó hơi khó ở chỗ này đó chị. Sao mà bị vặn hai vòng. Rồi bây giờ mình sẽ cầm cái dây kéo này, mình kéo giống y như cái dây kéo giọt nước á. Rồi. Đây như thế này ha. Như vậy là chúng ta đã mổ xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ chặn lưỡi gà nha các chị ha. Mình chặn lưỡi gà hai bên nè. Chặn lưỡi gà hai bên. Chặn xong rồi mình may lót nữa là xong rồi, xong cái phần mổ này rồi. Rất là nhanh đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta phải canh cho nó chuẩn cái góc nha. Rồi, chúng ta chặn lưỡi gà bên này. Rồi, xong, như vậy là chúng ta đi ủi êm nữa là chúng ta xong. Cái này nó bị nhíu dây kéo rồi nè. Tí xíu mẹ bóng sẽ tháo ra để chỉnh lại ha, lúc các chị chặn cái bên mà nó không nó mở này nè.
Để ý để không nó không có bị nhíu cái dây kéo nha. Này hồi nãy không để ý nó bị nhíu rồi. Bây giờ mẹ bóng sẽ tháo ra chặn lại, sau đó đi cắt một miếng lót để lót vào bên trong này nha. Rồi bây giờ mình sẽ, sau khi mình làm xong cái miệng túi ủi êm rồi đó, thì mình sẽ may cái lót này vào. Cái lót này á, thì mình sẽ cắt rộng hơn miệng túi, mỗi bên là 3 xăng. Chiều dài á, thì bằng cái chiều dài của lót nhân đôi lên cộng với đường may ha. Rồi bây giờ mình sẽ may cái lót này vào, các chị quan sát cách may nha. Rồi sau khi mình đã mổ túi xong thì bây giờ mình sẽ may tới cái phần thân chính nè. Đầu tiên mình sẽ may dây kéo vào trong hai cái miếng dài này trước nha. Thì mình sẽ kẹp chính và lót, dây kéo nằm chính giữa. Thì ở đây mình sẽ, khi may á là các chị phải di dịch cái cục này nha. Nó mà cứng cái chân vịt thì mình nâng chân vịt lên, mình sẽ kéo nó qua khỏi cái chân vịt để mình may ha. Rồi bây giờ mình sẽ may qua một bên trước nè. Mình sẽ lấy mặt phải, cái đường này là đường thẳng chính giữa nè. Còn cái đường này là cái đường bo cong theo cái dáng thân này ha. Rồi, mình sẽ lấy mặt phải đặt úp với mặt phải bên cái cạnh thẳng ha. Đó, như thế này. Và mình sẽ lấy mặt phải của lót mình đặt úp lên như thế này luôn. Và mình sẽ kẹp cái dây kéo giữa, mình sẽ may cái đường này nha. Sau đó thì mình sẽ kẹp qua bên kia ha. Tương tự như vậy mình có thể mí một ly. Bây giờ mình cũng sẽ làm các chị quan sát ha. Rồi sau khi mà mình đã may kẹp như thế này rồi ha, đây mặt mặt lót này các chị, đây là mặt phải này đó, mình kẹp hai bên, và khi kẹp thì các chị nhớ canh nó thẳng hai đầu nha, hai đầu này nó thẳng nó đừng bị lệch ha. Đó thì chúng ta ra được miếng 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 dây kéo như thế này, là cái miếng mà chúng ta sẽ, khi mà chúng ta mở cái ba lô ra nó sẽ thấy phía trên này. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp hai cái miếng còn lại của cái thành túi nè, hai miếng hai bên. Thì ở đây mình sẽ đặt nè mặt phải nè. Cái này khi các chị kẹp, các chị nhớ kéo cái dây kéo này xuống dưới nha, và để khít hai cái dây kéo này lại vậy nha. Rồi và mình sẽ đặt nè mặt phải, úp mặt phải nè, cái cạnh nhỏ này, còn cái cạnh bự này là dưới cái đáy túi ha. Cạnh bự này dưới đáy túi, còn cạnh nhỏ mặt phải, úp mặt phải nè. Xong rồi ở bên dưới của nó sẽ có một cái lớp lót nữa nè.
lớp lót này ha, đây mặt phải ốp mặt trái nè, đó rồi, và chúng ta may cái đường này. Rồi bên này chúng ta cũng sẽ làm tương tự luôn ha. Rồi như vậy là chúng ta đã may được cái phần thành túi có dây kéo rồi nè. Đó, xuyên suốt rồi. Bên cái bên hai cái hai bên hông của thành túi này nó còn có cái miếng để chúng ta cho bỏ đồ các chị. Thì bây giờ cái miếng này các chị sẽ đi may cái miệng túi ha. À, may cái đường miệng túi, sau đó các chị sẽ may lượt nó vào đây. May lượt nó vào đây ha, để khi mà mình ráp cái thành túi này thì nó sẽ có sẵn cái túi ở trên đây rồi ha. Bây giờ mình sẽ đi may cái phần này ha. Rồi sau khi mình đã may xong cái thành túi thì bây giờ mình sẽ ráp cái thành túi này vào cái thân túi và lót. À, mẹ vẫn quên cắt cái đáy rồi các chị, chút xíu nữa cắt cái đáy ha. Cắt hồi sao rớt cái miếng đáy đâu, chưa làm cái miếng đáy, chút xíu bổ sung sau ha. Bây giờ mình may cái thành trước cái đã ha. Rồi cái này thì bây giờ nè, mình sẽ lấy mặt phải nè, úp với mặt phải mình may từng cái thành một ha. Cái này là mình may cái mặt trước nè, chút xíu mình sẽ ráp cái mặt sau sau. Rồi mình sẽ lấy mặt phải úp mặt phải nè của cái thành với cái thân này ha, và cuối cùng là cái mặt phải úp úp cái mặt phải của lót úp vào luôn nè. Đó, như thế này là ba lớp đúng không ạ? Mình sẽ may theo cái cạnh này, cạnh cong này ha, may dần 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 qua tới bên đây luôn, qua tới bên góc bên này luôn ha. Bây giờ mẹ bóng sẽ ráp, sau khi ráp bên này xong thì mình sẽ ráp cái bên còn lại ha. Rồi như vậy là chúng ta đã may được cái thành vào cái mặt trước rồi ha. Nó sẽ ra như thế này. À, bây giờ trước khi mà mình may cái phần lưng vào đó thì chúng ta sẽ phải định hình cái quai. À, cái quai thì ở đây mẹ bóng tận dụng cái phần lưng của cái quần á. À, cái phần lưng ha.
cái phần lưng thì nó sẽ có một bên, một nó có cái chiều cong á các chị, nên là mình khi mình lược á thì mình nhớ để ý là cái phần mà cong nhiều, cái phần mà cong cong lồi thì nó sẽ nằm ra phía ngoài, còn cong lõm thì nó nằm vào bên trong, để khi mình đeo vào cái vai thì nó sẽ ôm nha. Đó, nó sẽ có hai cái chiều, nó sẽ hơi cong cong như vậy nè. Thì cái phần ở trên mép lưng mình để phía trong, còn ở dưới cái mép lưng thì mình để phía ngoài. Thì mình sẽ cái thành phẩm mình muốn là như thế này, thì mình sẽ đặt như thế này ha, mình lấy dấu vị trí và mình sẽ đặt như thế này, mình lược vào trước. Đây mình sẽ lược vào vào trước ha, mình lược vào cái quay vào trước, để chút xíu nữa mình may cái đáy á, là mình sẽ may cái phần đuôi này vô thì nó sẽ có hai cái quay. Đó, mình sẽ lược cái này. Ngoài ra thì nếu mà mình muốn làm cái quay sách á, thì mình sẽ may lộn một cái miếng như thế này, bản khoảng 2 cm. Đó, chiều dài nó khoảng 12 14 cm thì mình sẽ may vào đây trước luôn như thế này. Ha, để mình làm cái phần sách ha. Đó thì giờ mẹ bóng sẽ may hai cái này trước, sau đó thì mình mới may cái miếng lưng vào. Rồi như vậy là chúng ta đã xong cái phần thân trên. Bây giờ mình chỉ vào cái phần đáy túi nữa là chúng ta xong ha. Đó, chúng ta đã. Cái này hồi nãy mẹ bóng định làm một quai, nhưng mà tại vì một quai thì nó to quá và nó bị lấn vô cái đường may này nè, nó sẽ khó may, nên là mẹ bóng chia ra làm hai quai, mỗi quai khoảng 1 cm ha. Độ rộng khoảng 1 cm, mình chia ra làm hai quai như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ mẹ bóng cũng đã cắt cái phần đáy đây nè. Phần đáy thì chúng ta cũng sẽ ủi keo ha, ủi keo và lót. Rồi bây giờ mình sẽ may lược cho nó nằm êm cái lót và cái chính. Bên đây mình cũng sẽ may một đường lược cho nó êm lót và chính. Sau đó mình sẽ ráp cái lót này vào với cái chính và mình bọc viền là chúng ta đã xong ha.
Nãy em đang quay cái máy đấy, cái tự nhiên cái máy nó hết pin các chị, nên là cái phần đấy á các chị cứ may nối vào và bấm góc á. Hồi nãy có được một đoạn là bấm góc á ha. Các chị sẽ may nối vào bấm góc, sau đó các chị sẽ đi may cái viền cho cái phần đó nữa là xong ha. Mình bọc viền cho nó gọn thôi ha, mình may nối đấy xong rồi mình bọc viền lại thì nó sẽ ra như thế này, cho nó gọn cái phần đấy thôi. Đó thì như vậy là chúng ta đã xong. Khi may tới các góc thì các chị sẽ dùng kéo bấm, các chị bấm cái góc ha để mình có thể xoay được. Thì như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái mẫu ba lô đơn giản như thế này rồi. Phía trong này có một cái ngăn nhỏ ha. Rồi và phía ngoài thì ở trước này chúng ta tận dụng cái này để có được cái túi nè. Rồi hai bên hông này cũng sẽ có hai cái túi nhỏ để bỏ đồ ha. Tại vì ba lô nhỏ nên là cái túi này nó cũng nhỏ. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong cái mẫu ba lô cho bé từ cái quần cũ ha. À, đó. Rất là dễ thương á, chị có thể may cho người lớn cái form nhỏ như thế này, cái dây này các chị làm dài ra nha, tại vì cái dây này là mẹ bóng tận dụng cái phần lưng của cái quần á, là nó vừa đủ cho bé thôi nè đó. Rồi chúc các chị sẽ thành công nha, hẹn gặp lại các chị ở những video tiếp theo.